Chào mừng các bạn tiếp tục đến với kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn. Và ngày hôm nay cũng lại là một người khách mời rất là quen thuộc, rất là gần gũi. Xin chào mừng anh Tuấn Anh, phụ trách marketing của ATA. Rồi, chào Tuấn, chào anh em xem kênh của anh Tuấn. Tập trước thì chúng ta đã nói về là video marketing. Và tập này thì là em muốn là chúng ta sẽ đi sâu hơn là về làm TikTok đi. Một tập sâu nữa hơn là mình làm YouTube. Bởi vì anh cũng đang có một cái kênh TikTok mà cũng có đôi lần thấy anh post lên Facebook thì cái lượt follow, lượt xem rất là tốt. Vậy thì với một cái cá nhân mà chưa biết làm gì để mà có một cái kênh TikTok tốt thì anh có lời khuyên là nên làm gì để bắt đầu bước chân vào, sẽ có thể là trong tương lai có một cái kênh TikTok mà có nhiều người xem, nhiều follow, và biết đâu được sẽ là một cái TikToker nổi tiếng. Xin mời anh chia sẻ. Cảm ơn anh Tuấn, câu hỏi nó rộng quá. Không biết là phải bắt đầu từ cái khúc nào. Tuy nhiên là mình sẽ bắt đầu cái cách tiếp cận là ở cái góc độ là thường là một cái người mà muốn xây kênh TikTok á, thì đầu tiên mình sẽ hỏi là cái mục đích của người ta là xây kênh để làm cái gì. Và cái mục đích nó phải rất là rõ ràng. Chứ nếu mà xây kênh TikTok là nghĩ rằng là để mà làm nhân hiệu một cách khơi khơi, rồi để mà nổi tiếng, hay là để mai mốt này bán hàng, hay là để có cái lượt follow nhiều hay là lượt view nhiều, rồi để tham gia TikTok shop, rồi làm affiliate marketing vân vân, tùy cái mục đích nhắm tới là cái gì. Cho nên là một người mà hỏi mình, đợt vừa rồi thì mình cũng có giúp cho nhiều người mở kênh, thì cái câu hỏi đầu tiên mà mình đặt cho họ đó là cái mục đích là xây kênh để làm cái gì. Và mình thấy cái hướng mà mình xây kênh, bởi vì nó mình không phải là chuyên gia TikTok nha, trả lời theo cái cách là mình đã làm từ tháng 11, ngày 5 tháng 11 năm 2023 là mình bắt đầu làm một cái kênh. Cái kênh của mình là cái kênh mà chuyên cho cái đối tượng là các bạn trẻ bên công giáo, thì cái đối tượng đó là nó hơi hẹp một chút xíu. Thì từ đó cho tới giờ thì những cái gì mà mình rút ra mình chia sẻ được cùng với Tuấn trong cái buổi trao đổi này là nó hoàn toàn xuất phát từ cái kinh nghiệm xây kênh của mình, chứ nó không có ở góc độ như là mình là một cái chuyên gia về TikTok gì đó. Cho nên là mong anh em thì cũng gọi là đón nhận ở góc độ nghĩa là cái kinh nghiệm cá nhân, trải nghiệm đấy. Thì cái thứ nhất, cái điều quan trọng nhất là khi xây kênh thì mục đích của mình nhắm tới là gì, thì có rất là nhiều mục đích khác nhau. Thì tất nhiên ai xây kênh cũng muốn mình để mai mốt nhiều người biết đến, rồi cũng có cái nhân hiệu thì cũng để gọi là sao cũng kiếm thu nhập, kiếm thu nhập thôi. Cái điều đó là không có gì mà nó sai trái cả. Tuy nhiên là giống như mình nói là làm gì nó phải có cái giá trị cốt lõi, tức là phải có cái mục đích cốt lõi của cái kênh. Thì trước hết mình phải xem thử là mình có cái năng lực gì, mình có cái kiến thức gì, có cái trải nghiệm gì, có những cái thứ giá trị nào mà mình có thể là trao cho một cái cộng đồng nào đó mà mình muốn tiếp cận ở trên cái kênh TikTok mà mình sẽ mở. Thì nếu mà mình chiếm được trái tim của người ta rồi thì cái việc mà bán buôn về sâu hay là này nọ kia thì nó rất là dễ. Cho nên đầu tiên phải là có một cái mục đích kênh là muốn xây kênh để giúp cho người. Đó là cái hướng mà mình làm. Và cái kênh của mình cũng theo cái hướng là giúp cho người, cho mình cũng không nghĩ là mai mốt mình sẽ xài cái cộng đồng này để bán buôn cái gì. Đó là cái điều đầu tiên. Rồi cái cách tiếp cận thứ hai đó là khi mà xây kênh thì thường nhiều người hỏi bây giờ em phải đặt cái kênh TikTok cái tên như thế nào cho nó hay, rồi em phải định hướng content của em nó như thế nào. Nhưng mà thật ra mình thấy cái đó là những câu hỏi nó quan trọng nhưng mà nó thuộc hàng mà thứ yếu. Còn cái đầu tiên phải hỏi đó là bây giờ mình xây cái kênh, đầu tiên là mình nói chuyện với ai, ai sẽ người nghe mình. Nếu mà mình xác định được cái việc đó trong đầu thì lúc đó mới có được cái định hướng là nội dung. Tôi biết là những người trẻ 20 tuổi, 30 tuổi nghe tôi, thì tôi mới chọn cái chủ đề là phù hợp với cái đối tượng đó, chứ không phải là tôi tự động tôi nghĩ ra chủ đề này trên trời dưới đất rồi tôi nói ai nghe được thì nghe. Đó là cái những câu hỏi đầu tiên gọi là cốt lõi trong cái việc xây kênh. Mục đích xây kênh là gì và ai là người nghe bạn. Dạ. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào. Đó là mục đích xây kênh làm gì. Thì chúng ta sẽ chia sẻ cái giải pháp này cho những anh chị em là môi giới đi. Mục đích xây kênh của họ là muốn tiếp cận với những khách hàng. Khách hàng này có thể là đầu tư hoặc là an cư. Đó là cái đối tượng mà họ muốn nhắm tới. Và mục đích là có thể là giới thiệu quảng bá bất động sản để những người này biết và có thể là mua để đầu tư để ở. Đó. Vậy thì một người môi giới muốn xây kênh để giới thiệu để bán hàng bất động sản thì các bạn phải nên làm gì để có một cái kênh thành công mà dựa trên kinh nghiệm của anh. Có thể là anh chưa làm nhiều review cái này nhưng mà kinh nghiệm xây kênh TikTok thì anh thấy là các bạn phải làm gì, bắt đầu từ đâu. Ok, thì
cái dựa trên kinh nghiệm xây cái kênh TikTok cá nhân của mình thì mình thấy, và đặc biệt trong cái kinh nghiệm cũng có cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho các anh em trong cái gọi là biệt đội video marketing, là một cái biệt đội mà đang là gọi là làm nhà phố để mà review cho các khách hàng. Thì mình thấy một cái điều quan trọng về cái mục đích thì thật ra là con người đến với nhau, nói thẳng là cũng phải có gì đó chơi với nhau. Kể cả hai người mà gặp nhau trong một bữa nhậu, nó cũng phải có một cái giá trị, nó phải có một cái điểm chạm gì đó, thì bữa sau mới tiếp tục là ngồi lại với nhau, rồi mới nói chuyện làm ăn, mới nói cái này cái kia. Thì bây giờ cái kênh của mình xuất hiện ra, đành rằng cái mục đích tối hậu của ông là ông kiếm tiền, ông bán cái nhà để ông kiếm tiền tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên đầu tiên phải show ra cho khách hàng thấy là có mình, có một cái sự đồng điệu, và tôi có thể đem lại cái giá trị gì cho cái khách hàng, thì mới nói tới cái chuyện mà mua bán tiếp về sau. Nên là nhiều người thì cứ gọi là ăn sỏi ở thì, tức là mình cứ nghĩ rằng cái mục đích của mình đúng, cái mục đích của mình là xây kênh để tiếp cận khách hàng, để bán kiếm tiền. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là làm sao để tạo ra những cái điểm chạm về giá trị, làm tạo ra những cái điểm chạm về giá trị. Và đặc biệt trong một cái xã hội, và đặc biệt trong cái lĩnh vực bất động sản, nó cực kỳ bất an, cực kỳ bất an khi mà môi giới lừa nhau, rồi chủ nhà chủ đồ, nói chung là nó náo loạn lên cả. Thì những người đầu tư hay những người an cư thì người ta mong tìm được những cái chủ nhà mà thiện lành, mong tìm được những cái người môi giới cực kỳ thiện lành, mà đôi khi cái việc mà ở hoặc là cái việc đầu tư nó quan trọng, nhưng một cái quan trọng không kém hơn là cái người mà đem cái cơ hội đó đến cho người khác cũng cực kỳ quan trọng không kém nữa. Cá nhân thì mình thấy cái vấn đề đó, đôi khi mình cũng nói cái kênh của mình, ví dụ bên đạo này, mình nói cái kênh của mình cũng nói lại những cái điều như ông cha nói, mà chưa chắc gì mình nói hay hơn ông cha, nhưng mà người ta đến với mình bởi vì người ta cảm nhận được cái sự gọi là yên tâm, cái sự nhẹ lòng khi mà mình đang sống những cái vấn đề đó mà mình đang chia sẻ với họ, và kết nối họ trong một lúc họ cảm thấy bất an, mà họ nghe được cái tiếng nói của mình, họ chạm được cái câu nói của mình, thấy con cái mặt mình rõ ràng, nó cũng không phải là tới nỗi là cũng lừa dối người ta hay này kia, thì người ta cảm thấy là nó yên tâm. Như thế thì quay trở lại là về cái mục đích xây kênh á, làm sao trong đầu của mình phải luôn luôn giữ vững cái điều, nghĩa là mình phải làm cái gì để từng câu nói của mình, từng cái sự xuất hiện của mình, từng cái cảnh quay nhà của mình, nó phải đem lại cái giá trị về cảm xúc, giá trị về kiến thức, từ cái hữu hình cho tới cái vô hình, thì mới mong cái chuyện mà nói chuyện tiếp với người ta, thì mới mong lấy được tiền người ta. Chứ còn chưa nói chuyện lấy tiền, mình không có show ra được những cái thứ gì mà nó với cái mục tiêu là để mình giúp người, để mình đem lại giá trị cho họ, thì thậm chí cái like họ còn không để lại cho mình nữa, chứ đừng có nói là họ đi mua bất động sản của mình. Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì đó là cái định hướng bắt đầu xây kênh. Thì bây giờ đi sâu hơn nữa là phải đặt tên kênh sao anh? Tại vì mình thấy là nhiều bạn là bé bán bất động sản, gian bất động sản, gian nhà phố, rồi mọi người đặt cái kênh này nó liên quan tới sản phẩm mình bán, hoặc là sau đó thì mọi người đi review cái nhà đó rồi up lên. Như vậy thì cái này là tôi thấy hầu như ai cũng làm. Vậy thì để mà mình có cái sự hiệu quả hơn, cái sự cá nhân hơn, cái sự mà được yêu thích hơn, thì một người mà môi giới thì cần làm gì trong cái câu chuyện là TikTok này? Ngay cái điểm này là về cái việc mà đặt tên kênh. Tên kênh Thì thật ra mình có một cái quan điểm như thế này. Mình thấy là có nhiều người á, cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình là một cái tên đối với bản thân của mình, mà không biết là anh em thấy sao, là cực kỳ ngọt ngào. Nó cực kỳ ngọt ngào và nó có một cái ý nghĩa rất là lớn lao. Thì đối với bản thân của mình thì mình thấy đầu tiên là cái tên của mình là mình phải trân trọng nó. Cho nên là có hai cái hướng đặt tên. Một á, là mình đặt tên theo cái tên của mình luôn. Ví dụ Nguyễn Anh Tuấn hay là Nguyễn Thế Tuấn Anh. Sắp tới mình cũng sẽ có một cái kênh là Nguyễn Thế Tuấn Anh, tức là nói thẳng là cái tên của mình luôn đó. Còn thứ hai là mình xây tên kênh, đặt tên kênh theo cái gọi là mục đích mà mình đang hướng tới là cái gì, hoặc nó đang tái hiện một cái nỗ lực mà mình đang vươn tới là cái gì. Ví dụ cái kênh của mình TikTok có tên là Tập Nam Thánh đó, thì là nó thể hiện cái hành trình của mình đang tập luyện nỗ lực từng ngày để mà mình tiến lên. Thì tùy cái mục đích kênh của mình nhắm tới là cái gì thì cái tên của mình theo ra là như vậy. Còn nếu mà bạn thấy rằng là bạn chưa có mục đích gì đó rõ ràng thì thôi, tốt nhất là lấy cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình, tên khai sinh của mình đưa lên luôn đó. Và cũng không cần phải gì là đưa ra những cái chữ đệm hay là này kia. Ví dụ như là mình tên Tuấn Anh hay mà mình kêu là Tuấn Anh nhà phố nhà đồ thì cũng đó là một cái cách ghép bình thường thôi. Thì cái tên kiểu vậy nó cũng không quá quan trọng trong cái việc định vị.
tại sao có những người như Elon Musk chẳng hạn đi, hoặc là như là Mark Zuckerberg hay là như này kia, cái tên các anh chả cần phải nói cái gì hết, nhưng mà chính mình tạo cái thương hiệu cho cái name của mình, chứ không phải là chính cái name đó là nó tạo ra cái thương hiệu ngược lại cho mình. Cho nên cũng đừng quá bận tâm cái việc mà đặt tên kênh như vậy. Dạ, cảm ơn anh. Và khi mà có tên kênh rồi thì bây giờ bước tiếp theo mình phải làm gì? Nghĩa là mình lập kênh rồi mình sẽ đăng bài như thế nào, hay là và bản thân Tuấn thì Tuấn đôi khi có một kênh TikTok, lúc đầu là không biết chơi nhưng mà sau này thấy mọi người làm rất hiệu quả, lúc đầu mình thay đổi quan điểm. Nên cá nhân mình đi, thì trước đó mình coi cái việc TikTok là của những cái bạn trẻ không quan tâm, và chắc là mình nghĩ là bán bóng sẽ không được đâu, nó là gần như là không có làm TikTok. Nhưng mà sau này mới thấy rằng là ở Sài Gòn có một cái team các bạn làm Ata Home, thì các bạn bán bất động sản từ TikTok rất tốt. Đó, thì mình mới thay đổi. Và khi thay đổi thì mình làm có một kênh và kênh mình đôi khi mình dùng để mình coi tin tức này kia, mình coi tùm lum tùm la hết, thì liệu nó có ảnh hưởng gì không? Rồi hoặc là khi mình lập kênh ra thì mình phải làm cái điều gì để cho cái tiến trình vừa là câu chuyện của thương hiệu, của định danh, của định vị, vừa là của kỹ thuật, vừa là của cái câu chuyện mình hiểu thuật toán của TikTok, để dần dần mình đi đúng hướng hơn. Chưa thấy kênh của mình làm cũng đẹp lắm nhưng mà cũng đang ít lượt xem quá. Bây giờ sao anh? Hỏi quá trời luôn. hỏi gọi là hỏi từ kỹ thuật cho tới là content luôn, định vị rồi luôn. Rồi thì mình thấy cái lộ trình như thế này, giống như mình nói từng bước nè. Nếu mà ai xây kênh mà theo cái kinh nghiệm mà mình đã xây kênh thì mình thấy một điều quan trọng nhất là đầu tiên khi mình xây kênh TikTok đó là mục đích cái gì, mục đích của tôi xây để làm cái gì, để tôi đạt được cái mục đích gì đối với cái kênh đó. Thứ hai là với cái mục đích tôi nhắm đến một cái đối tượng nào để tôi nói. Tất nhiên khi mình nhắm đến một đối tượng đó mình nói, một đối tượng A nào đó mình nói, đó là cái đối tượng mà cốt lõi mà mình muốn nhắm đến. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có những cái đối tượng B, C gì đó, người ta vẫn chiếm tỷ lệ khoảng 20-30% trong kênh của mình, thì ok, vẫn được đó, nhưng mình vẫn đảm bảo được cái đối tượng chính là gì. Cho nên có những cái kênh mà view không có, cái đầu tiên là có những cái view không có, tại vì mình lập kênh ra nhưng mà mình chưa xác định được cái đối tượng của mình. Ví dụ như có những người người ta làm ra cái kênh về bất động sản đi, nhưng mà ngay từ đầu nếu mà nhắm tới cái đối tượng là tôi chỉ nói những chuyện liên quan tới môi giới không thôi thì khác, còn tôi chỉ nói chuyện những nhà đầu tư không thôi mà khác. Còn nếu mà tôi nói là tôi lập cái kênh để tôi nói chuyện cho tất cả những ai quan tâm tới bất động sản, thì trong bất động sản có thằng quan tâm đầu tư, có thằng thì quan tâm tới việc mà kiếm tiền từ bất động sản, có người thì quan tâm tới cái việc mà tìm ngôi nhà để an cư, thì quá trời cái đối tượng vậy, thì cái chủ đề của mình nói ra nó đôi khi hên xui lắm thì nó mới chạm được người này một chút, người kia một chút, nhưng cuối cùng mình sẽ không có cái đối tượng lõi. Thì thiếu cái đối tượng lõi thì đó là lý do mà view không có, cái số lượng follow hay là subscribe nó không có, là mình thiếu cái đối tượng lõi. Còn nếu mà mình có cái đối tượng lõi rồi á, thì ví dụ tôi lập kênh để tôi chỉ giúp cho người ta những cái tiêu chí mà gọi là chọn cái nhà để ở được, thì nếu mà tôi làm được cái việc đó thì tôi lập tức có ngay một cái đối tượng lõi, đó là những cái người mà ở nơi xa tới Hà Nội, Sài Gòn hay là Việt Kiều về Nha Trang đây mua nhà thì cần phải có những vấn đề lưu ý về pháp lý, về không gian sống, về giá cả, về thị trường, về cái hướng phát triển, về tiềm năng nó như thế nào đó. Thì nếu mà làm được cái đó thì mình có ngay đối tượng lõi. Nhưng khi mà có đối tượng lõi đó rồi á, thì bên cạnh đó những người đầu tư hay các thấy mình đã nổi tiếng trong cái cộng đồng lõi đó rồi, người ta sẽ tìm đến mình, sẽ có nhà đầu tư, sẽ có môi giới đến với mình. Còn nếu lúc đầu mình cứ nghĩ rằng là kênh này mình phải chạm được môi giới này, đạt được đa mục tiêu này, mục tiêu kép hoặc là mục tiêu 3, mục tiêu 4, mục tiêu gì đó, thì sẽ không bao giờ đạt được. Cho nên cái điều lưu ý đối với những người xây kênh là nếu kênh của mình mà chưa ai coi, hoặc là làm bài bản chỉnh chu mà chưa ai coi, là vì thứ nhất là sao? Không chạm đến đúng cái đối tượng, ai nghe, và như vậy thì nó rất hời hợt. Mặc dù kiến thức của mình nói ra thì nó sâu, nó có vẻ vậy, nhưng mà ai nghe cũng được, thì cuối cùng không ai nghe hết. Đó là cái việc đầu tiên. Thứ hai là về một là về mục đích, thứ hai là về cái đối tượng. Đó, thì đối tượng thuộc cái mà mình gọi là định vị. Mình định vị cái đối tượng của mình là ai đã, rồi mình mới nói định hướng nội dung. Nhiều người bị sai cái chỗ gọi là vô cái là em phải làm như thế nào để em định hướng chủ đề, em định hướng content. Mình không biết mình nói chuyện với ai thì mình không biết nói kiểu gì. Ví dụ như bây giờ mình kênh của anh Tuấn, bây giờ thì mình biết nếu mà mình đang nói chuyện với các bạn môi giới bất động sản thì những cái việc mình nói nó sẽ liên quan tới các bạn môi giới bất động sản nhiều hơn. Còn nếu nó liên quan đến những cái nhà đầu tư thì mình sẽ nói theo cái kiểu đó. Cho nên là cái việc mà chủ đề hay là hình thức hay là content thì nó phụ thuộc vào tất cả cái việc là tôi đang nói chuyện với ai.
đó là cái điều mà quan trọng nhất. Thì rõ chi tiết hơn, thứ nhất là phải có định vị được, tức là tôi muốn nói chuyện với đối tượng khách hàng nào, mục đích của tôi là cái gì đó, rồi mới nói tới là chủ đề, mới nói tới định hướng nội dung. Còn cái chủ đề, cái nội dung á, thì nó lại là một cái chủ đề khác nữa, mà chắc là hôm nào thì sẽ chi tiết đó nhiều hơn, bởi vì nó cũng là một cái phần hồn của kênh. Nếu mà mình có đối tượng khách hàng rõ ràng nhưng mà kiến thức mình không có rồi trải nghiệm trong cuộc sống về cái điều đó mình không có, thì cái content của mình nó cũng trở nên nó nhạt nhòa. Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì trong quá trình làm á, thì làm thế nào để biết mình đang đi đúng hướng, là mình biết rằng là cái kênh của mình nó sẽ lên, làm thế nào mình biết được điều đó? Tại vì đôi khi mình làm mình thấy sao nó cứ vậy hoài, nó không có tăng trưởng, rồi làm cách nào để mình tăng trưởng, hoặc là lắm lúc mình cũng biết content. Vậy thì mình làm thế nào để mình biết mà mình đang trên cái hành trình mình đi nó đang dần dần tiến tới thành công, để mình thêm cái động lực và mình thêm cái sự sáng tạo? Rồi thì thứ nhất, không ai có thể xây kênh ngày 1, ngày 2 mà nó ra được. Có thể là hành trình, ví dụ như là Tuấn bây giờ muốn đổi sang kênh, muốn gọi là định hướng, định vị lại cái kênh của mình đi, thì cũng phải mất một thời gian. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình định vị đúng thì nó cũng không có quá nhiều thời gian đâu. Có khi đôi khi khoảng chừng là 10 đến 20 cái clip là nó cũng đã là thu hút được một cái tệp mới, hoàn toàn là định vị lại được cái kênh của mình rồi. Thì bây giờ cái điều quan trọng nhất là làm cách nào để mình theo dõi biết được cái điều đó. Thì đầu tiên mình thứ nhất là cái cách mình phải có một cái kịch bản rõ ràng để mà mình đo cái gọi là có một cái checklist, có một cái checklist rõ ràng để mình đo được là mình có đang đảm bảo được những cái điều đó hay không. Ví dụ mình nói nè, về cái mặt content của kênh của Tuấn này chẳng hạn, mình đang muốn nhắm đến cái người truyền cảm hứng của bất động sản. Tuy nhiên là cái chủ đề của mình về cái mặt content thì mình phải định hướng lại ở góc độ là cuộc sống của người ta không chỉ có bất động sản không thôi, cuộc sống của một cái ông môi giới hoặc là cuộc sống của một cái người đầu tư nó không có chỉ có bất động sản không thôi. Mà mình nếu suốt ngày mình chỉ nói về bất động sản miết, tức là mình chỉ gọi là sao chạm tới, cùng lắm mình chạm tới một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống của người ta thôi. Còn cái ông môi giới, ông vẫn có cái sở thích câu cá, ông nhà đầu tư, ông vẫn có cái sở thích mà đi đánh golf, hoặc là sở thích đi ăn, đi nhậu, hoặc là sở thích đi coi phim, đi coi đá bóng vân vân. Tức là mình phải làm sao để cái chủ đề của mình, khi mà xác định vẫn là chủ đề lõi, vẫn là bất động sản, nhưng phải có những cái chủ đề vệ tinh ở xung quanh để cuối cùng thu hút được những cái sự chú ý của người khác về phía mình. Và thì cái điều đó mình nên thử nghiệm, tức là thay vì bây giờ ngày hôm nay nói về bất động sản không thôi, thì mình hãy nói về cái việc những cái sở thích cá nhân của mình, chạy biển vào mỗi buổi sáng, sở thích đọc sách của mình, sở thích chơi với con cái của mình, rồi những cái sở thích đá banh hay là sở thích học tập của mình, đưa vô lồng ghép những cái thông điệp đó, thì đôi khi nó lại chạm tới những cái đối tượng của kênh của mình nhiều hơn. Và đôi khi mình làm như vậy thì dần dần mình sẽ lòi ra được cái đối tượng của những cái kênh chủ đạo của mình đó. Thì hy vọng là trong cái thời gian tới, thì ví dụ như cá nhân của Tuấn đây, và mình đừng có đợi theo nghĩa là cái kênh lúc nào mà có cái lượt view cao thì lúc đó là chứng tỏ là mình đang làm đúng. Không phải, nếu mà cái lượt view của mình nó cao đột biến mà cứ bình thường những cái clip khác mà nó không có cái gì cao á, thì chứng tỏ mình cũng đang đi sai. Còn nếu mà làm sao mà ví dụ như là một cái clip lên, nhưng mà ví dụ như ở cái ngưỡng 1000 mà cứ clip nào cũng 1000 rồi trên xuống cộng là cái dấu hiệu để nói rằng mình đang, người ta, một cái số đối tượng đó là người ta đang muốn nghe cái việc mình dạng như tăng trưởng đều á, đang nói đều á, cái đều. Cho nên cái dấu hiệu đầu tiên là cái dấu hiệu đều. Và cái thuật toán của YouTube hoặc là của TikTok hay là của Reel gì đó vân vân, thì mình thấy rằng người ta nói cho nhiều vô nhưng cuối cùng vẫn là sao, thuật toán đó người ta đo lường dựa trên cái hành vi của cái người xem, hành vi của người xem. Như vậy nếu người ta dừng lại ở cái kênh của Tuấn mà đều hơn, thì điều đó chứng tỏ rằng tức là kênh của mình đang đi đúng hướng. Còn nếu mà cứ tà lâu lâu lên cái đột biến như vậy thì cũng đừng có bắt chước cái clip mà xu hướng đó. Lúc đầu người ta cứ tưởng là thôi bây giờ nó lên đột phá như vậy thì mình hãy bắt chước cái clip đó để mà mình phân tích những cái đó để mà mình theo cái hướng nào. Không phải, nó chỉ là nó hên, nó có thể trúng cái này trúng cái kia thôi, nhưng cái cốt lõi vẫn là không phải là đọc những cái chỉ số. Trước khi đọc những cái chỉ số của YouTube để biết cái kênh của mình như thế nào, thì hãy ngồi lại để định vị lại là tôi giờ tôi muốn nói chuyện với ai,
bằng những cái định vị nội dung, tuyến nội dung như thế nào. Mình xin hỏi thêm ý này, cái này nghĩ là cũng sẽ thú vị đây. Đó là làm thế nào để làm TikTok trong bình an. Bình an nghĩa là gì? Là không nó quá nóng vội, không quá đợi chờ lượt view đột biến, rồi không quá nôn nóng thành công. Làm sao nghĩa là mình làm mình bình an, mình thản nhiên, rồi dần dần cái con đường đó nó sẽ tới. Tôi nghĩ đâu đó mọi người kia rất nhiều người ta cũng đang nôn nóng lắm. Tôi xây kênh mà tôi tâm huyết mà, tôi cũng dành nhiều thời gian mà tôi cũng đếm like, đếm đồ nhiều. Tôi cũng phải nghĩ ra ý tưởng này, ý tưởng kia, giật gân, giật tích được các kiểu để mà nó tăng view. Vân vân thì thấy nó cũng hơi bất an. Thì bây giờ làm thế nào để làm TikTok cho bình an? Mình mới quay lại cái mục đích ban đầu của việc xây kênh. Hồi nãy nói về cái mục đích ban đầu của việc xây kênh đó là làm sao để tôi phải đưa được cái những điều mà tôi có, tôi đưa được những cái sự nỗ lực của tôi, cái sự phấn đấu của tôi đến những người cũng đang có cái hành trình phấn đấu giống như tôi, cũng đang muốn nghe những cái giá trị mà tôi có thể chia sẻ được. Thì xây kênh là, mình hay nói là xây kênh là thứ nhất là để sửa mình, và thứ hai sửa mình để giúp người tốt hơn, giúp đúng cái đối tượng của mình tốt hơn. Thì khi mà mình trong đầu mình làm clip, mình đặt tên, mình định vị, mình làm content, thậm chí mỗi lúc mình bấm máy mình quay, mà trong đầu mình nghĩ rằng tôi đang thực hiện một cái mục đích rất là cao cả, đó là tôi đang hành trình sửa mình và đang muốn giúp cho cái đối tượng của tôi. Khi nghĩ vậy thì nó sẽ bình an. Và khi nghĩ như vậy thì không có ngồi mà chờ view, hay là không có ngồi chờ gì nữa. Thì đó là để có sự bình an. Thì muốn sự bình an thì phải có cái mục đích ban đầu. Chứ còn ban đầu là xây kênh để nổi tiếng, để cho nhiều người biết đến, thì cái mục đích đặt vậy thì cái hệ quả tiếp theo đó là gì? Phải ngồi đếm view. Tại vì view mà ít thì không nhiều người biết đến, thì không đạt được cái mục đích ban đầu, thì nó mất bình an. Dạ, cảm ơn anh. Một cái ý chia sẻ rất là hay. Và thì Tuấn cũng có xem qua cái kênh TikTok của anh, thì thấy rằng là cái hình ảnh nó rất là chân thực. Và anh cũng mới vừa chia sẻ là chỉ có cái điện thoại thôi. Và thì một xíu chia sẻ trong cái cách làm của mình, làm thế nào để anh tạo ra những cái video như vậy trên TikTok mà nhìn nó rất là đời, rất là thật và có cảm xúc ạ. Thì giống như bây giờ người ta hay nói về một cái hình thức gọi là lo-fi marketing đó. Là những cái gì mà nó mang cái tính cách mà chân thật nhất trong cái cuộc sống. Nhưng á, mình cái sự lo-fi này mình phải hiểu ở góc độ, có nghĩa là nó phải xuất phát từ cái con người thật của mình, một cái con người mà đang xây kênh, đang vật vã để xây kênh, đang nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình để đưa cái giá trị đó lên kênh. Cái đó mới gọi là lo-fi. Chứ còn cái lâu rồi bên cạnh cái đó lo-fi quan trọng. Còn cái lo-fi về cái điện thoại hay là một cái thiết bị, xin lỗi chứ nếu mà một cái thiết bị của mình mà nó cùi quá lên mà hình ảnh nó cứ nó nhập nhòa thì cái đó không gọi là lo-fi. Cái đó nó không có đúng cái tinh thần của lo-fi. Lo-fi ở đây là những cái gì mà nó chân chất nhất. Nghĩa là tôi không ngại để tôi nói rằng tôi dở. Tôi không ngại để nói rằng tôi đang thất bại. Tôi không ngại để tôi nói rằng tôi đang phấn đấu từng bước để tôi có thể là hoàn thiện bản thân hơn, để mà mong trao được giá trị cho nhiều người hơn. Tức là không phải là người ảo kênh thật, hay là cũng không phải là người thật kênh thật mà người ảo, nhưng mà nó phải nhất quán con người tôi. Trong bếp làm sao thì vô bàn làm việc nó cũng dễ, gặp một cái người ở khách sạn như thế nào, khách sạn sang trọng, một cái không gian hội nghị sang trọng như thế nào, và ở trong một cái phòng làm việc một mình tôi thì cũng phải thể hiện cái sự thật đó là của mình. Cái đó là cái lo-fi hàng đầu. Chứ có nhiều người thì người ta bây giờ cái lạm dụng cái chuyện lo-fi đó, quay hình ảnh giật coi rất là khó chịu, hay là cái mic nói không rõ thì người ta rất là nghe khó chịu, thì cái đó không gọi là thật sự là lo-fi. Mà đôi khi cái sự lo-fi đó là nó đến từ cái bản thân của mình, và nó cũng có một cái sự chỉnh chu nhất định, chứ nó không phải là hồi nãy mình nói tới cái điện thoại, có nghĩa là cái điện thoại nó cũng phải là đàng hoàng chút xíu. Và cái quan trọng nhất là tôi phải là cái thật, tôi phải là original, tôi phải không có fake, tôi phải là authentic, đúng không? Rồi tôi phải nguyên bản, phải dị biệt như thế nào, có làm sao mà vậy. Và lên kênh không diễn mà lên kênh có làm sao nói vậy, thì cái đó gọi là cái lo-fi, nó phản ánh cái chân thật nhất. Còn tất nhiên khi mình có những cái thiết bị thế này thế kia vân vân thì nó rất là tốt. Tuy nhiên á, nó cũng một phần nào đó thôi. Ví dụ thêm một cái hình thức lo-fi nữa nè, là thay vì bây giờ mình ngồi trong phòng đây mình quay, thì mình ví dụ ra hè phố, hoặc là mặc quần đùi, mặc ba lỗ, thay vì mặc áo đồ chỉnh chu, áo vest, áo đồ chỉnh chu, thì mình ra ngoài hè phố
rồi mình ngồi trước biển hay là mình ngồi trước quán nhậu hay là mình ngồi trong quán cà phê thì mình nói chuyện với nhau, tức là cái bối cảnh nó rất là chân thực, nó rất là tự nhiên, không có gồng, không ép gì đó, thì cũng là cái sự mà lo-fi. Còn kể cả khi chúng ta ngồi ở trong một phòng thu rất là sang trọng, trọng trị giá cả trăm triệu như thế này mà chúng ta nói chuyện không thiệt với nhau thì nó không có lo-fi. Mà nếu mà nói với nhau chân thật thì cái yếu tố lo-fi nó cũng đã nằm trong đây rồi, ý của mình là vậy. Dạ. Cảm ơn anh. Nghe những gì anh chia sẻ thì mình thấy rằng cái việc mà một cái cá nhân muốn bước chân vào để xây dựng một kênh TikTok thì thật sự là nó rất là ít tiền, ít chi phí, và miễn sao mà nó đời nhất, miễn sao mà nó thực nhất, miễn sao mà nó nguyên bản nhất thì người ta có thể có rất cơ hội để mà có thể phát triển lên và từ đó có cái nhân hiệu với cộng đồng, đúng không anh ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ gì cho những người mà muốn gia nhập, muốn bước chân vào con đường TikTok để mà người ta sẵn sàng? Và bây giờ ai sẽ là cái thời đại này thì có phải giống như nãy tôi nói đó, lúc mình nghĩ là chỉ trẻ mới làm TikTok thôi, bây giờ anh Tuấn Anh có râu cũng làm TikTok rồi, thì những ai chuẩn bị bước vào con đường TikTok cùng với nhau để nó là xu hướng trong cái bối cảnh hiện nay ạ? Thì nói thẳng vậy, có nhiều người bây giờ cũng độ tuổi anh em mình thôi, cũng ba mấy bốn mấy, nhưng mà người ta không có thích TikTok, đúng không? Người ta thích những cái gì bền vững hơn, YouTube rồi này nọ kia. Thậm chí đợt vừa rồi là Facebook nè, rồi TikTok nè, rồi tức là nhiều cái mạng xã hội khác nhau, là cái Quốc hội Mỹ này nọ kia, mấy ông nghị ông đồ ông bắt ông triệu tập, rồi ông bắt đầu ông mới bắt đầu là có cái clip đó, anh em lên YouTube search coi là có mấy ông nghị ông chỉ trích những cái mạng đó, nó đang làm người ta mất thời gian, nó đang làm cho người ta bị những vấn đề ảnh hưởng tới con cái, lộ thông tin gì đó vân vân. Và thậm chí có thể thời gian sắp tới TikTok bị cấm ở Mỹ, hoặc là bị cấm ở rất nhiều cái quốc gia khác nhau, thì cái điều đó làm cho nhiều người thấy là nó bất an, cho nên là quay vô YouTube là an toàn nhất. Đợt vừa rồi không có ông YouTube nào mà bị ra mà điều trần hết, YouTube làm nó cũng khá chuẩn. Tuy nhiên thì mình nói như thế này là chúng ta không có phải là dùng cái kênh TikTok để ăn đời ở kiếp với nó, để mà gọi là sao, để giúp cho nó bền vững, để mà giữ cái nhân hiệu của mình ở trên đó. Nhưng nó có một cái giai đoạn như thế này, thì so với YouTube thì cái TikTok là cái thứ mà mình rất là dễ tiếp cận cái đối tượng khách hàng của mình, cái đối tượng mà người nghe của mình. Cho nên á, chúng ta sử dụng cái TikTok ở góc độ có nghĩa là bước đầu xây nhân hiệu thì nên dùng nó. Bởi vì sao? Mục tiêu của nó chỉ dừng lại ở bước thứ hai, người ta biết tới mình nhiều hơn và người ta nhớ mình là ai thôi. Còn cái chuyện mà tin yêu, hãy dùng YouTube để làm vấn đề đó. Hãy dùng những cái clip dài cả nửa tiếng đồng hồ, cả tiếng đồng hồ anh em mình ngồi nói chuyện mà bà con mới hiểu được anh em mình, chứ còn trên kia mà cái short ngắn bụp còn một chút xíu thì người ta phải có một cái quá trình mới hiểu được. Còn người ta coi chỉ để là biết, à có ông Tuấn vậy, là có ông Tuấn Anh về này ở kia, à người ta biết xong là cứ lặp đi lặp lại thì người ta nhớ. Nhưng để cho người ta kết nối một cái mối quan hệ sâu hơn thì phải nghe anh Tuấn chia sẻ về vấn đề chuyên môn dài hơn, đôi khi cả tiếng hồ, hai tiếng hồ, ba tiếng hồ trên một cái nền tảng mà YouTube đó, thì người ta mới gọi là tin mình, à mình mới lộ ra được cái cá tính của mình, chuyên môn của mình, cái cảm xúc, cái tình cảm của mình nó lộ ra thì người ta mới thấy được và mới nói tới chuyện mà yêu mến mình được ở trên đó. Cho nên là chúng ta nên đứng nhiều chân, ít nhất là hai chân, và chúng ta phải chuẩn bị, nghĩa là không có ăn đời ở kiếp với TikTok được. Mặc dù mình đang cổ vũ cho TikTok, nhưng cổ vũ cho các bạn là nên xây kênh bắt đầu từ cái mạng xã hội TikTok, bởi vì nó rất là dễ lan, rất là dễ viral. Còn TikTok, YouTube thì nó cần thời gian hơn, nhưng là song song đó mình cũng phải xây dựng cả cái YouTube nữa để cái nhân hiệu của mình nó có thể sống dài thọ hơn ở trên kia. Cảm ơn anh. Nghe anh chia sẻ đó là chúng ta chọn con đường dài là con đường nhân hiệu, và chúng ta đa nền tảng, đặc biệt là với TikTok thì nó là sẽ cái độ phủ, độ biết nhanh hơn, và sau đó cái độ mà tin rồi yêu rồi có thể mua bán gì đó thì nó sẽ là những nền tảng khác như là YouTube vân vân. Đây là một cái ý mà tôi nghĩ rằng là cái chiều rộng, cái chiều sâu. Đúng rồi, rất là cảm ơn anh. Và chắc là ý cuối đi, để mà chúng ta có thể đóng lại cái tập này ở đây và lại tiếp tục hẹn gặp nhau ở những cái tập khác. Vậy thì cuối cùng anh mong muốn gì, gửi thông điệp gì cho những cái người mà đang làm TikTok ngoài kia, và với cách làm của anh thì anh có thể chia sẻ gửi gắm gì xin mời. Đó thì như mình nói là tức là thứ nhất là phải nên bắt đầu dùng một cái mạng xã hội nào đó để xây dựng cái nhân hiệu của mình,
Và cái việc xây dựng nhãn hiệu mình thấy là làm cho với mục tiêu mà gọi là để cho người ta biết mình rộng hơn, rồi nhớ mặt mình nhiều hơn, thì nên dùng cái nền tảng là TikTok và cộng thêm với cái thằng Reel của Facebook nữa. Nó cũng là một cái thứ mà nó giúp cho mình, cái mặt của mình nó được lan truyền rộng rãi và chạm đến cái đối tượng của mình. Thì hãy bắt đầu với cái việc mà làm TikTok, nhưng bên cạnh đó thì cũng bắt đầu cái hành trình mà YouTube đi. Và mình phải ví von cái việc mà mình xây nhãn hiệu trên cái kênh TikTok, nó phải giống như là sửa mình. Giống như bây giờ mình có con mà mình muốn con của mình nó giỏi lên, con của mình nó giỏi lên thì mình phải sao? Mình phải thay đổi thì mình mới giáo dục được con của mình, nó mới đúng hướng tốt lên. Thì mình, nếu mình coi TikTok, cái kênh nhãn hiệu của mình là một đứa con, thì nếu mà mình không có chịu sửa mình thì kênh của mình nó không lớn. Nó chỉ có một cái nguyên lý như vậy thôi. Thì trừ khi mà bạn không muốn con người của mình nó tốt lên mỗi ngày để cái kênh của mình nó tốt lên thêm, thì thôi thì khỏi xây, cứ ăn sỏi ở thì đi review rồi kiếm ba đồng ba cọc, không cần phải xây dựng nhãn hiệu. Còn nếu đã xác định xây dựng nhãn hiệu thì phải coi cái kênh TikTok hay YouTube của mình như là một cái đứa con, và cái kênh của mình như một đứa con mà muốn nó lớn lên thì tôi phải sửa đổi, tôi mỗi ngày giống như nuôi con ở nhà vậy. Và bản thân của mình thì nếu bạn nào mà coi cái kênh của Nguyễn Anh Tuấn mà cảm thấy là có nhiều cái điểm mà chạm, hoặc là có nhiều cái điều mà muốn xây dựng cái nhãn hiệu theo cái hướng mà lâu dài bền vững, mà lâu không phải là cả thập kỷ đâu, đôi khi dài 3 tháng thì có thể chạm được cái đối tượng khách hàng mình cần. Và nếu mà lồng sản phẩm vô, ví dụ như cái kênh của mình đi, cái kênh của mình mà nếu mà mình xác định mà mình lồng vô sản phẩm bán, xin lỗi, ví dụ như bán những cái cuốn sách của bên đạo đi, cái kênh của mình với đối tượng đó, ví dụ nó đang kết mình giới thiệu, ta đọc cuốn này nè, ta đọc cuốn kia, rồi mình làm tiếp thị liên kết với kia, thì đó cũng là một cái nguồn thu nhập gì đó của mình chẳng hạn. Đó thì có thể mình kiếm ngay thu nhập, bây giờ mình chưa kiếm thôi. Đó, cho nên là nếu các bạn làm tốt cái giá trị của mình, cao được cái giá trị của mình đến với cái đối tượng khách hàng qua cái kênh của mình, thì sau này mình muốn bán cái gì nó cũng rất là dễ. Cho nên là ai muốn làm kênh mà ăn sỏi ở thì, muốn kiếm được tiền liền thì thôi đừng kiếm mình, đừng kiếm anh em mình chi. Còn nếu mà cảm thấy muốn theo đuổi một cái giá trị nó bền vững, nó trao giá trị, rồi cái phần thưởng này sẽ xứng đáng với cái người trao giá trị. Có thể mình không ăn được cái gì từ cái kênh của mình, nhưng giống như gặt chỗ A, gieo chỗ A, nhưng mà đôi khi mình lại nhận được từ những cái chỗ khác nữa. Thì hy vọng là anh em mình sẽ cùng bắt tay nhau để cùng làm cái kênh để đúng cái đối tượng nhiều hơn. Đó. Dạ, rất là cảm ơn anh Tuấn Anh, rất là thú vị. Chắc là một ý này cũng vui hỏi anh là nãy anh mới nói là bây giờ phải trường mặt ra trên TikTok cho nhiều người biết. Không biết là bữa giờ trên tập Nên Thánh làm rất là nhiều video, không biết ra quán chứng lộn rồi có ai nói đây tập Nên Thánh không? Có. Nói chung là cũng rất là nhiều người biết. Ít nhất là khi mình đi nhà thờ á, có những người mình đi nhà thờ của mình hàng tuần lúc trước đi cũng chả ai biết ai, nhưng mà bây giờ mình vô rồi có nhiều người hỏi chào thầy này nọ kia, rồi hỏi cho ủa sao rồi sao biết, thấy lạ lạ lắm. Và kể cả cái người già cũng vậy, rồi ngay cả cái bác bảo vệ của chung cư mình đang ở, bác vô cũng trước không biết ai, bây giờ chào thầy nói bác cũng hay nghe, rồi bác cũng hay cho con cái của bác nghe, rồi có những cái vấn đề là bác đặt hàng mình. Chú nói, bác nói cái điều này mấy đứa nhỏ nó không nghe, cho nên bây giờ lên đây thầy nói rồi để đem về cho nó nghe. Thì rất là nhiều, rồi hôm bữa như đi đám tang của một cái người cũng trong xứ thôi, cũng lạ thôi, cũng đi cùng với hội thôi, thì đi vô thì có nguyên một cái hội các bà đi đọc kinh với nhau, tự nhiên vô rồi cúi đầu chào mình, chào thầy, mình không biết các bà là ai hết. Đi lên các bà nói cảm ơn thầy có những cái chia sẻ rồi trên kênh này kìa. Cho nên đôi khi mình không biết là mình đang gieo cái gì, nhưng mà thôi cứ trong tâm mình thì cứ gieo vậy đi, thì ý là đại khái. Cảm ơn anh Tuấn Anh, cũng chúc mừng anh là đang ngày càng được nhiều người biết tới và đang gọi là trao giá trị được nhiều hơn. Và cũng chúc cho anh em mình sẽ phát triển được cái kênh để mà nhiều người cũng biết tới, và cùng cái hệ để mà chúng ta có thể là tạo ra một cái nhóm anh em còn mong muốn đi tới con đường lâu dài và tử tế. Và một lần nữa cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã lắng xem cái buổi chia sẻ về TikTok ngày hôm nay của anh Tuấn Anh. Rất là cảm ơn anh và hẹn anh ở những cái tập tiếp theo. Ok, rồi chào anh em trên kênh của anh Tuấn nha.